vào đêm chung cư 12 tầng ở Florida bất ngờ đổ sập vào năm 2021, cô Ileana Montegudo, người vừa chuyển đến Miami, đột ngột nghe thấy tiếng nói của một ai đó vang vọng bên tai, thúc giục cô mau chóng chạy ra khỏi tòa nhà. Ngay sau khi Montegudo rời đi, một tiếng động kinh hoàng vang lên, cả tòa chung cư đột ngột đổ sập xuống. Do vụ việc xảy ra vào sáng sớm khi mọi người đang ngủ, nên nhiều người đã không kịp thoát ra, dẫn đến thương vong nặng nề. Trải qua một loạt sự trùng hợp không thể giải thích được, cô Montegudo tin rằng có một lực lượng thần bí nào đó đã giúp cô thoát nạn. Bí ẩn giác quan thứ 6, những điềm báo trước tử thần. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Ileana Montegudo là một trong những trường hợp thoát khỏi tử thần không cách nào giải thích được. Vào đêm vụ việc xảy ra, lẽ ra cô sẽ uống một viên thuốc ngủ như thường lệ bởi căn bệnh mất ngủ triền miên của mình. Nhưng lần này cô đã không dùng đến nó vì cô cần dậy sớm vào ngày hôm sau. Trước khi đi ngủ, cô còn thắp một ngọn nến trên bàn thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Đến khoảng 1 giờ sáng, Montegudo bất thình lình bị đánh thức bởi tiếng gió ngoài ban công. Vì vậy, cô đã đi ra ngoài phòng khách để đóng cửa ban công lại. Nhưng ngay khi quay lại, cô kinh hãi phát hiện trên trần nhà xuất hiện một vết nứt đang uốn lượn theo bức tường và toát ra rất nhanh. Sau đó, bên tai của Montegudo vang lên một giọng nói: "Chạy đi, ngươi phải chạy thật nhanh mới có thể giữ được mạng của mình." Montegudo sợ hãi khoác vội một cái áo khoác, chụp lấy ví và điện thoại di động, thổi tắt nến và lao ra khỏi căn hộ. Chạy ra hành lang, Montegudo thấy xung quanh vẫn yên tĩnh, không có ai khác ngoài cô, không còi báo động. Montegudo vội vàng chạy đến cầu thang bộ thoát hiểm cách phòng cô một đoạn xa nhất. Trên thực tế, ngay cạnh căn hộ nơi Montegudo sống còn có một lối thoát hiểm khác gần hơn, nhưng do mới chuyển đến nên cô không biết. Khi Montegudo lao xuống tầng 6, cô đã cầu xin Chúa giúp đỡ để cô có thể gặp lại các con và cháu của mình. Ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng động ầm ầm và tòa tháp cô đang sống sụp đổ. Nếu Montegudo đi cầu thang bộ gần căn hộ của cô nhất, có lẽ cô sẽ bị đè bẹp bên trong. Liệu trên đời có thể có quá nhiều sự tình cờ trong cùng một lúc giúp Montegudo tránh khỏi một kiếp nạn lớn như vậy hay không? Họa mỏ Aberfan. Quay trở về nửa thế kỷ trước tại xứ Wales, nước Anh, có một ngôi làng nhỏ tên Aberfan và ao rửa quặng của mỏ than địa phương nằm ngay trên đồi Mercer phía trên ngôi làng. Vào sáng ngày 21 tháng 10 năm 1966, hai ngày mưa lớn liên tiếp đã làm sập mỏm đá. Nước mưa trộn lẫn với bùn than và đá đổ xuống, ngay lập tức tràn xuống trường tiểu học và 20 ngôi nhà tư nhân ở địa phương. Trong số 144 người thiệt mạng, 116 nạn nhân là học sinh tiểu học từ 8 đến 10 tuổi. Một ngày trước khi thảm họa xảy ra, một cô bé 10 tuổi tên Errol Mae Jones là học sinh của trường tiểu học này đã nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ kể cho mẹ nghe về giấc mơ của con đêm qua." Người mẹ trả lời: "Con yêu, bây giờ mẹ không có thời gian, kể cho mẹ sau nhé." Cô bé nài nỉ: "Không, mẹ, mẹ cần phải nghe. Con mơ thấy mình đi học nhưng lớp học không còn nữa, toàn bộ bị bao phủ bởi một thứ màu đen." Điều kỳ lạ hơn nữa là nửa tháng trước khi thảm họa xảy ra, Errol còn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con không sợ chết đâu." Lúc đó, mẹ của bé đang dọn phòng, bà hỏi Errol: "Tại sao con lại nói đến cái chết vậy? Con còn quá nhỏ, con có muốn ăn kẹo mút không?" Cô bé bình thản trả lời: "Con không ăn, nhưng con sẽ ở cùng Peter và June." Kết quả sau khi thảm họa xảy ra, Errol và hai người bạn của cô bé, Peter và June, đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thi thể của ba đứa trẻ được chôn cất tại cùng một nghĩa trang công cộng. Peter và June, một người ở bên trái cô bé và một người ở bên phải cô bé. Sự việc này được nhà tâm lý học người Anh J.C. Parker kể lại sau khi nghe từ vị mục sư địa phương và đã được cha mẹ cô bé xác thực bằng văn bản. Khi đó, ông Parker đã thu thập được 76 mô tả dự cảm về thảm họa mỏ, trong đó có 24 mô tả do chính nạn nhân kể lại cho người thân, bạn bè của họ và đã được người thân, bạn bè xác nhận. Vụ khủng bố 11 tháng 9. Trước khi xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9 gây chấn động thế giới, một số người thực sự đã có dự cảm từ trước.
Ông Larry Dorsey là bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện thành phố Dallas, người sáng lập Hiệp hội Chẩn đoán Dallas và là biên tập viên cấp cao của tạp chí Y liệu Thay thế. Ông đã thu thập một lượng lớn các ví dụ về năng lực dự trắc của con người trong tác phẩm Sức mạnh của những dự cảm, The Power of Premonitions. Larry Dorsey đã ghi chép lại một số điềm báo liên quan đến vụ khủng bố 11 tháng 9. Trong cuốn sách có ghi lại dự cảm của một người phụ nữ ở Bắc Carolina. Một tuần trước khi vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 diễn ra, người phụ nữ đột nhiên cảm thấy chìm trong bóng tối lúc ngủ. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lặp lại số 2830. Trong mơ hồ, cô còn nghe thấy tên một người nhưng không rõ ràng, dường như là Rooks hoặc Horrocks. Sau đó, người phụ nữ đã cùng gia đình đặt vé máy bay đến Disneyland vào ngày 11 tháng 9. Nhưng giấc mơ khiến cô vô cùng băn khoăn. Vì vậy, bất chấp sự phản đối kịch liệt của chồng con, cô đã hủy vé. Một tuần sau, hành vi vô lý không thể giải thích của cô hóa ra đã cứu mạng cả gia đình. Đáng ngạc nhiên hơn là con số 2830 xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cô cũng tương đồng với số người tử vong được báo cáo vào thời điểm đó. Phi công phụ của chuyến bay United Flight 175 đâm vào tháp nam của Trung tâm Thương mại Thế giới tên là Michael Horrocks. Đôi khi, một số sự tình phát sinh thực sự làm cho người ta cảm thấy rằng trong mơ hồ tự có thiên ý. Và đôi khi người ta có thể trong vô thức mà hiểu được thiên ý. Chính là đôi khi họ có một loại dự cảm, cảm giác rằng điều gì đó sẽ xảy ra và kết quả là điều đó đã thực sự xảy ra. Dự cảm đó có lúc là cảnh mộng chân thực, có lúc là một loại trực giác, có khi liên quan đến an nguy của bản thân, cũng có khi liên quan đến gia đình, bạn bè. Người ta thường gọi năng lực thần bí này là giác quan thứ 6.